hay chứ đâu. Giờ đúng này rồi, vẫn thì còn chính gì tôi nói phân nữa, tổ đất các bạn, giờ này vẫn còn những đứa nó cái tụ họp bắt nhau là nó bắt tụ đầu họp xấu. vậy Tụ thôi. họp mới giống giống như tôi hay ví dụ giống như con vịt què, Bỏ mày đi. người dân mình bỏ mình đi mà người người trong nước vẫn còn bị là những cái mà gọi như là bị hành hạ, bị bao tử, bị hành hạ, Cho bị anh đi nói. đúng rồi, mà người ta vẫn còn một sự kiên trinh, một cái sự kiên định rõ ràng, và chính bây giờ những người đó đều là thành công cả, nó thẳng lên như vậy. Thế thì bà ấy hỏi một câu, cô ấy hỏi một câu như vậy là, các anh bây giờ được cái gì đối với người Việt Nam, các anh qua bên đó mấy chục năm được cái gì giống như người Việt Nam được ở trong 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 đất nước Việt Nam. Bà nào bà ấy cũng có nhà lầu, cũng có xe hơi, cũng có vườn tược, cũng có đầy đủ cái. Thế thôi à, thì các anh đi 48 năm được được những gì đối với người Việt Nam, thì tôi ngồi tôi ớ ra tôi nói không biết, nhưng mà đối với anh thì anh khỏe rồi, anh retire, tao không Không thế có nghĩ à, tới nhiều. tôi chối, tôi nói rồi tôi không có vậy, tôi ớ tôi retire rồi. Cái cô ấy cười, tôi nói cô ấy nói tôi không nói anh, mà tôi chỉ nói những người chống cộng chống lại đất nước Việt Nam mình có cái gì ở đất nước của những cái nơi mà họ gửi gắm. Thế thì nó không biết vậy, không biết không đây, nhưng mà tôi cảm động là ở cái chỗ là khi cô ấy nói ra những cái thời gian khó khăn của đất nước á, và những mà gia đình của cô ấy phải chịu, cô ấy mới 10 tuổi thôi mà đi bán bún, rồi thậm chí nhiều khi 10 người ăn mà bán có mười mấy cái lô bún thôi, không dám ăn bún, phải mua mà bán bún rồi lấy cái tiền để về mua gạo, mua gạo xong rồi cái mua mua tép bở về rán lên, rồi xong rồi mới cái nói chung là mình không còn từ gì phải nói chi gạo thì không có gạo, mà chỉ gạo bám vào trong khoai, cái là khoai lang anh là sắc sắc ra rồi phơi khô xong rồi nấu chung với gạo thì ít mà khoai lang thì nhiều, rồi ngồi đó mà ăn. Còn không nữa hôm nào thì luộc một nồi rau rồi xong rồi bà kể xong rồi mình rớt nước mắt, nói thẳng là như vậy. Cái này là mình không kể khổ, nhưng mà bà mới trách một cái điều Không, là chứ tại chuyện vì ngày không xưa ấy. chuyện ngày xưa không có ngày xưa thì làm sao có ngày nay được. Chính Đấy. vì vậy cho nên cái người dân Việt Nam lúc nào họ cũng phấn đấu, anh hiểu không? Cái người nghèo lúc nào cũng phấn đấu hơn cái người mà có tiền, là bởi vì họ muốn được cải thiện cái đời sống của họ, đúng không? Nên là tất cả mọi người phải năng lực nỗ lực ra làm à, đi bả nè bả nói kệ bả đi ra chợ bả buôn bán như thế nào khắc khổ nha. Nó thật là bà kể xong tôi cảm động quá anh, tự nhiên tôi phát sinh là tôi like là kêu like bất tử, chứ thường thường tôi không có like ba cái gì quỷ quái đâu, nhưng mà tại vì cái xúc tác về bà nói tôi cảm động quá ra tôi like bất tử thôi, còn ai nghe không được thì nghe. Thế thì mình phải nói một cái điều này, ngay thời điểm hiện giờ tôi đang ngồi nói chuyện với anh đây thì đất nước Việt Nam mình nó thuộc là đều thuộc dưới dạng của trên cả tuyệt vời rồi, nói trên cả tuyệt vời này tôi không nói chuyện giàu nghèo, mà tôi chỉ nói cái điều là cái sự hạnh phúc đó. Đúng rồi, Nghĩa đúng là mà ngay người bây ta giờ tất cả những khối châu Âu kể cả Mỹ hạnh hiện giờ cướp bóc tràn lan phúc lạm phát đủ thứ, mà thậm chí người ta cũng không bao giờ dám ra đường, hoặc là người thì ngay bây giờ ở Việt Nam vẫn ung dung tự tại đã và tất cả những cái điều đã thì đó, anh xác nhận tôi đã mà, nghe và rất chính tôi giờ tôi đang ngồi đây tôi cũng là thấy đã luôn à, đó là thích đã vô à tôi đó. thì, tôi nói anh là ngày hôm qua tôi nhờ anh biểu trung thu gọi Rồi 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 là rồi trung thu rồi rồi mà rồi không thấy là mà không đây thấy gì đây hết đây 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 cô em tôi ngồi đây có nghĩa như vậy nè, hôm qua tôi hỏi ý của em tôi á là bây giờ có ai mà tổ chức trung thu mà để quay để mà cúng cái trung thu để cho anh Phượng coi không, thì bà nói nhá, bà mới nói nhá, trời trời thì mưa mà bây giờ muốn tổ chức trung thu á thì hiện giờ thì có những cái nhà văn hóa để tổ chức cho thiếu nhi, còn không thì chỉ còn ngoài đường thì không có đâu, trời mưa rồi sao rồi. Thấy không? Những cái tụ điểm mà tổ chức luôn thì mới có. Nó không phải giống như mình ngày xưa, bởi sao ngày xưa trung thu mình anh nhớ cái lò sưởi bò không? Đục hai cái lỗ xong hai đứa mình bỏ đuốc cái đàn cày vô quay rẹt 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 chạy qua đường. đúng rồi. Cái thời của mình là thế vậy, còn không nữa là chỉ có cái này xe đạp xét thôi, thằng nào Vậy thôi. bỏ là rồi xong lấy cái cày kè vô cái rãnh chính giữa rồi đẩy cái này xe đạp đi. Đó là trung thu rồi đó. Đối với tụi tao hồi xưa là bọn tao rất là khổ, đâu biết trung thu là cái gì đâu.
là một cái mà để đời của tao là ông già tao vô Nam, tao năm 1959, tao nhớ năm 1959 thì ông mua cho tao cái đèn trung thu. Anh biết cái đèn trung thu mà có cánh quạt không? Xếp lại của người tao làm, bỏ đèn vô xếp lại, tôi bắt vô cái mùng tôi ngủ. Trời ơi khổ anh, cái mùng mà cái mùng dài chứ đâu phải cái mùng sống hay kiểu ngày xưa anh nhớ cái mùng không? À, tối nửa đêm nó hết cháy đèn, cho nó cháy được cái đèn không? Đồ bác tôi đang ngủ tỉnh bơ, thiên hạ đập cửa rầm rầm xong vô cứu quả tạt nước y xèo, tôi đang giật mình vô ông già muốn trùng một trận mình chết luôn vì cái tội là đốt đèn trung thu trong mùng đó, trong cái mùng bởi vì nhỏ mê quá mà tới cái mùa đó là coi như là trời ơi khỏi nói, như là cái mùa Tết. Mùa Tết là gì? Mùa Tết của Việt Nam mình thú vị ở cái chỗ là con nít không bao giờ ngủ, cái ngày đêm 30 á, ráng mùng 1 là không, đêm đó không biết nào ngủ cả, biết chi để sáng ngày mai được đặt một đồ mới, mặc dù có bộ đồ đó mua ngoài chợ có mấy ngàn bạc thôi nhưng mà lúc nào cũng háo hức. Và cha ta cũng vậy, là bởi vì cả năm quần quật đâu có mua được đâu, chỉ mua cho con được mua đồ Tết, và chỉ dành sáng mùng 1 mới được mặc, thành ra đứa nào nấy là trắng mắt ra ngồi sáng Tết đêm mình. Cái điều quan trọng nhất là vui nhất là mặc đồ Tết thôi, mặc dù cái đồ Tết nó chẳng có vừa sai mình, nó rộng thùng thình hay là nó bó gì đó, mà miễn mà bị sao miễn đồ Tết. Tụi nó bây giờ nó sướng quá, nó sướng quá đến mức độ nó quên hết trơn luôn. Bây giờ ở Việt Nam ra ngoài tiệm hoặc ra chỗ nào mà nó mua quần mua áo trời ơi khỏi nói, nó thích thì nó mua, nó không thích và thậm chí nó rẻ như bèo. Đúng rồi, giờ Việt Nam mình nó rẻ lắm quá, ừ. Nó ok quá, nó sướng quá. Thấy mình cũng mừng ngươi thấy nói cái chuyện là thiệt đấy chứ, cái chuyện khổ của Việt Nam mà sau chiến tranh thì nó thiệt không có ai mà có như vậy thì mới biết thôi. Cái bây giờ người chúng mình được có những ngày hôm nay thì là mình đó là cái thiệt là cái công ơn cái sự cố gắng của người Việt Nam rất là nhiều, cố gắng của cái nhà nước Việt Nam anh, họ dẫn dắt con dân họ phá cái vòng vây bảo vệ cấm vận của Hoa Kỳ anh, họ phá được cái vòng vây đó là thiệt. Anh biết rằng là mình đánh nhau đó anh, lúc mà mình đánh nhau ở Việt Nam tức là khi người Mỹ, khi mà người Mỹ họ đến Việt Nam thì là mình đánh nhau trên chiến trường, là mình đánh nhau trên cái mặt trận là chỉ có nó rất là trên cái mảnh đất Việt Nam, lâu lâu mình tạt qua Lào, tạt qua Campuchia một chút. Khi mà người Mỹ nó rút ra khỏi rồi đó mà nó thì là lúc đó là mình đang đánh nhau với người Mỹ mà mình có bật đánh bật họ ra khỏi cái đất nước rồi. Sau khi mình đánh bật họ ra thì họ bao vây ở ngoài, tức là bao vây Việt Nam ở ngoài. Mà lúc đó là lúc đó tôi cắt lời, tôi cắt lời chút xíu. Đó là một cái sự trả thù hèn hạ. Sáng nay anh Lai với anh Tý nó có một câu như vậy mà tôi nói lý do tại làm sao mà nước Mỹ không có vồn quả gì đó thì tôi muốn lên, nhưng mà tôi nghĩ thôi tôi mới về Lai không cần phải lên, tôi rất bực mình chuyện đó. Ở đây chúng ta không cần, chúng ta nói thẳng một cách là đất nước Việt Nam không cần, nhưng mà tại mày mờ quá, mày làm quá người ta mới đi thôi. Và mình nên nhớ nè, cái hiệp định mà ký kết vừa rồi là chính người Mỹ, tổng thống Mỹ qua đất nước Việt Nam ký kết, đúng không? Chứ không phải đất nước Việt Nam qua bên kia cầu cạnh thì không phải. Hai cái trường hợp nó khác hoàn toàn nhau. Đúng đấy. Đừng bao giờ nói cái câu đó đối với tao. Tao chửi sắp mặt à. Tao đào mặt bên đây. Bởi vì tao nói chuyện với anh Phượng rất, tao nói rất là ngôn ngữ rất là đàng hoàng. Nhưng mà nói câu đó là đừng tao chửi sắp mặt. Đúng rồi. Đáng lẽ là tôi phải chửi. Nhưng mà tôi không có nói chửi được là bởi vì sau này tập có tánh là lên Facebook không được quyền chửi. Chứ anh phải hiểu là tôi không tự hào đâu anh à. Cái chuyện nó xấu tôi không tự hào. Nhưng mà cái thằng chửi mà nhiều nhất ở trên cái Facebook này là tôi là người đầu tiên. Bởi vì ngày xưa tôi đâu có biết con mẹ đâu. Tôi chửi tha hồ mà. Đem mà thoải mái. Thậm chí người ta nói ù sao anh chửi hay quá vậy. Tao không phải đâu. Tao là cửa miệng mày ơi. Mà bây giờ là bớt rồi. Bây giờ là không còn chửi nữa. Lý do tại vì tập riết rồi nó cũng có một cái điều hay là Facebook nó tạo cho mình cái là mình sửa sai. Đại khái vậy. Nhưng, okay. Nói như vậy thì hiểu. Nó có những cái thứ mà lộng ngôn.
mình không muốn nói tên đây. Rồi nó phát một cái điều là người Mỹ chẳng bao giờ thua Việt Nam cả. Ê, nếu không thua Việt Nam thì làm sao mà ký hiệp định Paris để rút quân? Mà nói sao vậy mày nghe được? Cho nó nghe nè, cái người Mỹ họ thua đó anh. Mà mình á, mình phải ở đất nước. Tôi nghĩ là nó, anh, tôi nói cái chuyện này nó là anh chỉ có những người lớn lớn tuổi tụi mình mới biết thôi. Ngày xưa mà cảnh sát đi khám tờ khai gia đình ấy, ở trong Nam á, thì là nó đâu có một chú con dịch ở mà ở trong nhà mà không có tên nhân khẩu chắc thì phải chạy mà trổ nóc nhà chạy chạy nó chỉ là việc chỉ cái đó Nam, cái, trổ nóc nhà thôi cái đó tôi là sư phụ lý do tại sao biết sao anh nhớ anh ở bên nhà tôi ở ở Trần Cái Sương từ Trần Cái Sương mà qua bên trổ nóc nhà chạy là chỉ có con sông mà con sông là con sông Cầu Bông anh nhớ không nhớ bữa nay mà cái giờ tuần cảnh hỗn hợp là cái gì, trong đó có quân cảnh nè, có cảnh sát giải chiến nè, cảnh sát áo trắng nè, đủ thứ loại tụi nó đi cái xe riếp vô chạy vô thì đầu đường hải keo đầu đường bắt hàng keo là trong này nó biết mẹ nó trên trời rồi. Rồi bắt đầu ở trong này lục kéo mẹ nó xuống bên đò 1, 2, 3 nó bơi qua sông bên kia, đứng bên kia bây giờ là quận nhất á, bên kia là sau lưng đạp hát, anh nhớ đạp hát Văn Hoa. Rạp hát Văn Hoa nó có cái đường xuống cái đường, nó có cầu Trần Khánh Dư. Mà ngày xưa thực tế cái cầu nó mới đây thôi, ngày xưa đi đò qua không không có cầu đó, qua bờ bên kia đến hồi nó phải đi dắt mấy anh trai trung quốc dịch đồn cười. Ok thì người Mỹ họ thua vậy, họ thua vậy thì anh biết không, mà anh vậy mà mấy cái thằng cha mà nó nói ngang thì anh có nói nó thế nào, nó vậy trồng người trăm năm gì đó. Đó, đó. Cái mà tôi muốn nói, cái ý tôi muốn nói là cái đó đó, có nghĩa là cái lý do tại làm sao Bác Hồ nói đủ mà trồng cây 10 năm mà tới trồng người trăm năm là bởi vì sao? Khi cái đầu óc của anh mà nó nhuộm màu rồi, có nghĩa là anh có nhuộm màu thì không bao giờ anh gội rửa được. Tôi nói vậy là anh hiểu rồi, không bao giờ gội rửa được. Nó không có cách này thì nó cũng có cách khác, nó cũng chăm chọc thì nó cũng bươi mất, không bươi mất rồi nó cũng xuyên ta. Nghĩa là trong đầu óc đó, tôi nói rồi, tôi biết con anh rồi, bây giờ cái đất nước mình mà giống như là thiên đàng, mà người xưa tề thiên đại thánh mà vô trong cái vườn thiên đàng đó, mà hái đào tiên ăn, đùi vô Việt Nam mình ở trên đó, nó cũng chửi luôn. Có nghĩa là đó là cái bệnh, là vì cái chỗ đó là tôi nói không bao giờ tin tất cả mọi người điều đó. Yes. Mà tôi hiểu anh nói, tôi nói vậy anh hiểu, tôi hiểu thì chắc chắn nhà nước Việt Nam cũng sẽ hiểu thôi. làm gì mà qua mắt được, mình người thường mình còn nhắm mắt nữa. Đã vậy tôi đã từng nói với anh là ở Việt Nam mình nó buồn cười lắm, coi vậy mà không có vậy, bởi vì 200 triệu con mắt nó chạy khắp đường ra khắp xá, nó dò mình biết liền à, mà tất cả những cái nếu biết điều nó đều lên thì không làm sao mà được, nó buồn cười đó. Thế thì không, cái buổi live hôm nay là buổi live đột xuất, nhưng okay. Mà cũng tiếp nối với cái này buổi sáng với Hải, có nghĩa là ý tôi muốn nói là cái điều này, cái lời Bác Hồ nói tới bây giờ nó vẫn còn ứng nghiệm, mà nó đúng 100% luôn, nó đúng 100%, vì lỡ trồng cây 10 năm trồng cây, mà vì lỡ mà nếu trồng người thì phải 100 năm, 100 năm thì 100 năm thì con người chết mẹ rồi, chết đi á thì lúc đó thì mới tái tạo ra cái sinh vật khác, đúng không? Hay quá, hay bởi tôi nghĩ suy luận gì đó nó là như vậy thôi. Ok thì tại vì tôi cảm xúc bất chợt rồi đang ngồi ăn cơm rồi xong cô em mình nói một vài ba câu tự nhiên mình xúc động, là bởi vì cô em nó kể, bả vô tình bả kể thôi, ngày xưa là không biết cơm gì cả, toàn là ăn rau với khoai với sắn, và có nhiều bữa là ăn rau lang suốt mấy tháng trời, thậm chí những người bị sốt rét, những người xanh như tàu lá chuối, nói chung là bả kể tự nhiên mình cảm thấy là trời ơi trời là vậy mình sẽ, bả nói vậy mà tôi sống tới giờ nè, rồi cái gì cái là họ đã vượt qua những cái mà hầu như mình nghĩ là không vượt qua nổi, và có những người chết bị yếu sức rồi đó, thì báo ngồi báo cười mới nói chứ ngày xưa có thằng kia nó kể Mỹ đem qua một đàn chó săn tới mấy ngàn con lận,
mà lúc về không còn bao con nhân trời. Thì bà cười bà nói trời ơi mẹ ngày xưa bộ đội với người dân á chí thiếu đạm chết mẹ, gặp nó là mừng thấy bà luôn, giết cái nấu thịt ăn cái đồ cái này. Tôi buồn cười, tôi nghe bà nói tôi bật cười. Tại vì thằng Mỹ đem chó qua để bà nó đi săn mà không ngờ gặp người ta Việt cộng với lại người dân đi săn lại, người ta nó vô nồi hết, vô nồi hết. Tôi nghe tôi cười đó, nó có những cái mà mình buồn cười nhưng mà mình nghĩ người Việt Nam là vậy đó, người Việt Nam là ứng phó một cách tài tình. Và bà nhắc lại một câu, ai nói gì thì nói chứ, cái câu của ông Nguyễn Văn Thiệu nói y chang, không khác, không sai một chữ. Người Việt Nam làm được tất cả những việc gì, đừng có coi thường, bình thường vậy. Thế cũng cảm ơn anh, tôi lai đột sức và cũng cảm ơn anh lên chơi.